Em chào tất cả quý anh chị và các bạn đang xem và đang theo dõi kênh Em Quang Xe Lướt nhé. Thì hôm nay Em Quang gửi đến quý anh chị và các bạn mẫu xe phân khúc C, mẫu xe quốc dân bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và bảo trì bảo dưỡng cực kỳ rẻ nha quý anh chị. Mẫu xe phân khúc C cùng với phân khúc của xe Mazda 3 này, rồi Kia Cerato, Hyundai Elantra. Nhưng giá thành thì rất là giữ giá nha quý chị. Xe con này rất là giữ giá nha quý chị nhé. Hiện tại thì Mazda 3 2019, con này sản xuất 2019 nha quý chị. Corolla Active bản G sản xuất 2019, xe mới vừa về luôn quý chị. Nên xe còn khá là bụi nhé, bẩn nhé. Còn xe thì rất, chất xe thì rất là đẹp. Chất xe thì Em Quang ngày trước giờ đều có cam kết cho quý chị rồi. Thì con này tuy là cùng phân khúc với Mazda 3, Cerato, Elantra mà nhưng giá thành thì hiện tại giờ Corolla Active vẫn là giá hơn 500 nha quý anh chị. Trên 500. Và còn những con kia thì nó giờ nó chỉ có lên quanh 400 mấy, gần 500 triệu thôi quý anh chị ạ. Thí dụ như Mazda 3 2019 bây giờ cũng đâu đó khoảng 400 rưỡi. Rồi Elantra hoặc là Cerato giờ nó cũng lên quanh cỡ đó thôi. Còn xe quốc dân siêu giữ giá nha quý vị nhé, và cực kỳ bền bỉ nha quý vị, đi cũng tiết kiệm nhiên liệu nữa, bảo dưỡng bảo trì nó cũng giá nó cũng mềm nữa quý vị ạ. Mẫu xe ở phân khúc C nhìn rất là lịch lãm và sang trọng nhé. Rồi option thì nói chung là chế độ an toàn cũng đủ dùng nha quý anh chị, đủ dùng nha quý chị nhé. Ở 2019 này thì Corolla Active được trang bị hệ thống đèn này, em giới thiệu sơ về option và trang bị của xe nha quý anh chị nhé. Đèn hệ thống đèn chiếu sáng thì vẫn là đèn halogen nha quý anh chị. Đây đèn hệ thống đèn chiếu sáng cộng thêm cái mặt chrome kéo dài từ logo bên này qua bên tới dàn đèn bên kia, tạo nên sự nó liền lạc cái xe quý anh chị, nhìn rất là sang trọng quý anh chị nhé. Lưới tản nhiệt của xe thì nằm ở phía dưới biển số luôn quý anh chị ạ. Thường thì mặt lưới tản nhiệt sẽ là nằm ở chung với logo hoặc là chung với hệ thống đèn, nhưng mà ở Toyota thiết kế cái hệ thống làm mát máy á, thì nó lại nằm ở bên dưới luôn nha quý chị, lấy gió từ dưới luôn. Nếu mà theo em nghĩ thì lấy gió từ dưới mặt đường thì nó sẽ nóng hơn là so với là lấy gió ở phía trên, đúng không chị? Theo em thôi, theo em suy nghĩ vậy thôi. Rồi hệ thống đèn chiếu sáng gầm đèn sương mù nữa quý chị. Ở phía trước thì em không thấy cảm biến, không có cảm biến xe nha quý chị, không có cảm biến xe nhé. Xe này thì đi con này đi được 6 vạn km rồi quý chị ạ, 6 vạn rồi. Qua bên hông thì mâm xe thì được kích sử dụng mâm phay hai màu, kích thước mâm thì có rất khiêm tốn, chỉ có 16 inch thôi quý chị ạ, 16 inch thôi nhé. Xe thì chất xe rất là đẹp luôn, còn nhìn rất là mới quý chị nhé. 2019 mà nhìn chất xe này đẹp không? Xe vừa về nhưng mà nói chung là xe thì đi 4 năm rồi thì sẽ không có tránh khỏi được sự chạy xước này kia nha quý anh chị. Thì của người mới ta, xe chạy xước thì có chạy xước thì về em quen cũng sẽ cho dọn dẹp lại và tỉa tút tát lại nha quý anh chị nhé. Gương thì chỉ là được gương gập điện nè, rồi có tích hợp xi nhan báo rẽ thôi, không có cảnh báo đêm mù nha quý anh chị. Và bên trong xe này quý anh chị xem này, đời 2019 mà nhìn ghế xe đẹp chưa quý anh chị ạ? Đấy, ghế trước ghế sau nè, ghế sau em ra ghế sau cho quý chị xem luôn. Đây ghế rất là đẹp nha quý chị. Nội thất màu kem nhìn rất là sang trọng quý chị, nhưng màu kem thì đi là có khả năng nó rất là dơ, quý chị đi phải cẩn thận, ví dụ như đổ cà phê hay là bị ố vàng này kia là phải dọn dẹp kỹ quý chị nhé. Rồi em đi ra phía sau xe rồi trong nội thất thì em sẽ quay sau cho quý chị xem nhé. Con này thì đi rất là thích luôn. Nãy em có đi thử rồi thì cảm giác lái rất là đầm chắc nha quý anh chị. Và có một cái thôi, có một cái đó nghĩa là đi qua có một cái là điểm này em thấy chê nhé, không 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 tốt cho lắm. Đi qua các gờ giảm sóc á quý anh chị, gờ giảm tốc của đường á, thì nó sẽ cảm giác xe nó hơi cứng quý anh chị, nó hơi dằn một tí. Ở phía sau xe thì chỉ có hai con cảm biến thôi nha quý anh chị, đây ở phía sau xe chỉ có hai con cảm biến thôi. Tất cả các phân khúc bằng phân khúc của xe phân khúc C thì thường thì em sẽ thấy cảm biến trước cảm biến sau rồi phanh tay điện tử đầy đủ, nhưng mà Corolla Active thì sử dụng là mấy con kia thường là sử dụng động cơ 1.6 1.8 nha quý chị, ở bảng cao thì 2.0.
Colatip thì sử dụng luôn là một động cơ là 1.8 hộp số CV, hộp số CVT đúng không chị? Hộp số CVT với là hộp số 7 cấp ảo như vậy. 7 7 hộp số 7 cấp nhưng mà hộp số ảo nha quý chị nhé. Cảm giác hộp số ảo cho nên làm cho xe cảm giác như là mượt mà hơn nè. Rồi không có cảm giác sang số và tiết kiệm nhiên liệu hơn nha quý chị. Con này thì động cơ 1.8 thì đi đâu đó khoảng 5 lít mấy đi đường trường và 6 lít 7 lít đi trong phố nha quý chị. Xe được trang bị màn hình DVD nè, zin theo xe. Rồi ở trên vô lăng thì nói chung là cũng không có em như em thấy là cũng không có một cái công nghệ gì trên đây cả, thì chỉ có không có nghe gọi rảnh tay luôn nha quý anh chị. Ồ rất tiếc luôn, trên xe chỉ có bật tắt volume này rồi mode hold thì để tắt volume khẩn cấp thời kia thôi. Rồi cũng không có cruise control luôn. À đây có cruise control đây nha quý anh chị. Đây có cruise control ở đây nhé. Rồi bật tắt cảm biến ở đây, rồi hệ thống chống trơn trượt xe, xe có cân bằng điện tử nha quý anh chị. Rồi nút đề nổ start stop nữa này, có nút đề nổ. Ở bản 1.8e thì sẽ không có đề nổ start stop nha quý anh chị nhé. Và ghế cũng là ghế cơ toàn bộ, thì con này thì được ghế tài là ghế chỉnh điện nha quý anh chị. Đây vào số thì cũng như bình thường thôi, hộp số con này thì hộp số tự động CVT số ảo đây thì cứ cho là đây vô vô D MD đây là vẫn có về số khi leo đèo nha quý anh chị. Mà rồi ở đây có cổng sạc 12V nè. Có cổng 12V nè quý anh chị, cổng chuyển đổi á nhá. Cổng chuyển đổi 12V. Rồi điều hòa thì có một dàn thôi, cũng không được hai dàn độc lập nha quý anh chị. Đây, điều hòa chỉ có một dàn thôi. Để vô trong, để vô ngoài. Đi sấy kính. Đấy. Con này thì theo em thấy thì cũng không có gì để giới thiệu cả, thì chỉ có giới thiệu về chất xe giá thành thôi, nhưng mà con này cảm giác đi thì em thấy thì sẽ thích hơn là những dòng kia, nhưng mà chị quý chị những dòng ở cùng phân khúc đi cảm giác thích hơn. Nhưng mà bù qua bù lại thì con này đi cảm thấy nó lịch lãm này, nhưng mà trẻ trung hơn thì đi xe hàng hoặc là Mazda 3 thì em thấy nó cảm giác nó trẻ trung hơn là con Cora Atis này dạ quý anh chị. Thì em là một người trẻ, em cũng thích cái sự nhìn thể thao, cũng thích cái sự năng động, thì cho nên em cũng sẽ thích những cái dòng mà kiểu như nó trẻ trung hơn. Con này thì nó hơi đứng tuổi so với em. Cái đó là quan điểm mỗi người thôi nha, chứ không phải là cái em nêu ý kiến cá nhân em thôi, chứ không phải là em nói ở đây để mà chê bai hay dè biểu gì cả. Theo em thấy thì em sẽ thích hơn thôi, nhưng mà còn nếu mà nghiêng về cái độ bền bỉ đi lâu dài thì em nghĩ một con Coratis này, nếu mà chọn một con sedan, Coratis này cũng là rất là hợp lý so với gia đình mình hoặc là mình để mua sử dụng cá nhân vì mục đích cá nhân quý chị nhé. Đi rất là hay, rất là thích luôn, cách âm tốt nữa, bền bỉ nữa. Đây em mở khoang máy cho quý chị xem, con này vẫn hỗ trợ vay ngân hàng nha quý chị. Hỗ trợ vay ngân hàng 70% định giá ngân hàng, thời hạn vay là 6 năm, thời hạn vay 6 năm nha quý anh chị. Con này quý anh chị trả trước đâu đó là 250 là nhận được xe rồi. Em mở khoang máy cho quý anh chị xem. Xe thì trước giờ em bán em đều có cam kết bằng văn bản hợp đồng, xe không đâm đụng, không ngập nước, không gầm hộp số, máy móc nguyên zin nha quý anh chị. Bảo hành cho quý anh chị là 6 tháng 10.000 cây. Tặng quý anh chị thay nhớt lần đầu. Chất tết thì quý anh chị là cứ đem vào hãng check test thoải mái nhé, hoặc đem thợ theo cắm máy gì đấy, em quan vẫn hỗ trợ quý anh chị là check test thoải mái nha quý anh chị. Đây khoang máy nè. Nói chung là xe vừa về, ở bên ngoài em chưa dọn rửa gì cả, em chỉ mới được cái khoang máy, khoang động cơ thôi. Rồi khoang động cơ rửa xong thì bắt đầu em mới vào việc dọn ở bên ngoài và bên trong nội thất là dọn cuối cùng nha quý anh chị. Thực sự con này thì quá đẹp rồi, chắc em chỉ rửa khoang máy, rửa bên ngoài rồi tút sơ lại những vết chì nhỏ ở bên ngoài thôi nha quý anh chị nhé. Đấy, khoang máy khoang động cơ này rất đẹp, rất sạch luôn, là do bên em mới dọn chứ còn mới đem về thì nói chung là cũng khá là bụi bẩn và dơ. Xe em cam kết cho quý anh chị là keo chỉ nguyên zin, khung gầm hộp số máy móc nguyên zin, không đâm đụng, không va gặp nước. Bao quý anh chị rút hồ sơ gốc luôn nha quý anh chị nhé.
Nãy em quên báo anh chị ổ đô, thì đây ổ đô chính xác của xe là 60. Đây ổ đô đây. Để mở lên, em nãy em quên mất là coi bao nhiêu ổ đô bao nhiêu. 61.000 km nha quý anh chị. Dạ, mờ quá. Đây 61.000 km nha quý anh chị nhé. Xe được chủ xe lên một cái cam 4U nè quý anh chị. 4U cam này thì gần 8 triệu, hơn 8 triệu cái cam này nha quý anh chị. Tùy theo thời điểm mua, thời điểm được giảm giá thì khoảng đâu đó gần 8 triệu thôi. Còn nếu không được giảm giá thì hơn 8 triệu con cái cam này nhé quý chị. Cam này có thể quay được ở phía trước, phía sau, rồi việc map này kia đầy đủ luôn quý chị ạ. Kết nối wifi, mở nhạc này kia, YouTube coi thoải mái luôn quý chị nhé. Quý chị nào đang tham khảo dòng này thì kết bạn Zalo em Quang theo số điện thoại 0377652627, hoặc gọi trực tiếp cho em Quang theo số điện thoại đó nhé. Số điện thoại em Quang xin được phép đọc lại là 037 này 765 2627. Xe thì quý chị xe mở 389 quốc lộ 3 thì Bình Phước, quận Thủ Đức. Quý chị nào mà muốn đến trải nghiệm thử, lái thử xem xe thì cứ alo cho em Quang nhé, em Quang hỗ trợ nhiệt tình quý chị luôn. Cảm ơn tất cả quý chị đã theo dõi hết video của em. Xin chào quý chị và hẹn gặp lại quý chị ở clip tiếp theo ạ.